Xin chào cả nhà nhá. Hôm nay review mọi người cái bình giữ nhiệt Gumi này nhá. Mã của nó là IVKB28 này. Con này là dùng Inox 304 nhá mọi người. Cái này là nó ghi ở đây là ví dụ là trên 60 độ á thì sẽ new sẽ giữ được 6 tiếng này. Còn trên 40 độ thì sẽ new sẽ giữ được 12 tiếng mọi người. Đấy, con này thì bảo hành 1 năm nhé. Con này có chế độ bảo hành 1 năm. Đấy. Con này là Hàn Quốc này. Địa chỉ cũng là Hàn Quốc luôn nhé mọi người. Đấy. Em nó đây là ngoại hình đây. Cái này mọi người đựng cho con đi học này. Cho con đi học uống nước hoặc là đựng cà phê đi làm mọi người, rất là tiện nhé. Con này đẹp. Đây nó là chất liệu inox 304 nhé mọi người, nắp là nhựa này và có những rong cao su để chống rò rỉ nước ra ngoài nhé. Bên trong nó có phiếu bảo hành nhé mọi người, ở trên này nó sẽ có hướng dẫn phiếu bảo hành nhé mọi người. Mọi người làm theo kích hoạt bảo hành theo hướng dẫn nhé, để được chế độ bảo hành 1 năm nhé mọi người. Đấy. Con này được bảo hành tại công ty luôn nhé. Đấy, có dấu của công ty luôn nha mọi người. Đây là ống hút này. Ống hút thì mọi người nắp vào đây nhé. Đó. Mọi người cho nước vào đây. Đấy, nếu mọi người mà đựng nước ấy, mọi người uống ấy, thì mọi người cắm ống hút vào cho các con. Thì ở cái con này nó sẽ có hai cách uống nhé. Một là mọi người mở khóa này, đây là khóa nhé. Đấy, rất là tiện luôn, mọi người đi thì không sợ bị bật nắp ra ngoài nhé. Mọi người mở khóa này, mọi người bấm vào đây nhé. Thì sẽ có ống hút cho các con này, rất là tiện nhé. Hút nước rất là tiện. Ở đây nó sẽ có lỗ thông khí này. Lỗ thông khí vào trong ấy. Để khi các con hút thì nó sẽ có, nó không bị khó hút nhé. Đấy, có lỗ thoát hơi này nhé. Sẽ rất là dễ cho các con hút này. Và cách thứ hai uống nữa là bật vào bên này. Đấy là các con uống trực tiếp ở đây. Đây bên này nó cũng có sẽ có lỗ thoát hơi nhé, của cái chỗ uống này. Nhá. Bên công ty làm rất là tinh tế luôn. Đấy, đều có lỗ thoát hơi nhé. Đấy. Độ hoàn thiện rất là tốt mọi người. Đấy, mọi người nhìn từng góc cạnh nhé. Rất là đẹp luôn nhé. Đó. Đây là khóa này. Đấy, chúng ta không dùng con khóa lại bên này thì không có sợ bật ra ấy. Đấy, mọi người có chẳng may bấm vào cái khóa mở này thì nó cũng sẽ không mở ra nhé. Cái này làm rất là độ hoàn thiện rất là cao cho mọi người. Đấy. Mọi người nhìn bên trong là inox 304 này, có ghi ở dưới đáy ấy. Đấy, inox sáng bóng luôn. Đấy. Bên dưới này nó còn có chống cái này chống trơn trượt đấy mọi người. Với cả khi mọi người đặt lên cái nền kính nhá, ví dụ như là không có cái chống này nha, mọi người đặt lên nó sẽ kêu đấy. Đấy, khi mà có cái chống này rồi mọi người đặt lên này đấy, rất là êm luôn, không phát ra tiếng động đấy, không phát tiếng động quá cao, với cả không kiểu trơn trượt quá ấy. Sẽ không bị trơn trượt nhé. Mọi người nhìn vào cái đường sơn nó nhé. Đường sơn rất là đẹp luôn. Cái này hãng là Gumi nhé. Đấy. Đây mọi người nhìn đây. Đây là rong chống nước của nó nhé. Đấy. Đây là rong chống nước này. Đây là lỗ thông hơi này. Đấy. Đều có bịt chống tràn nhé. Đấy. Lỗ thông hơi. Khi mọi người uống ấy, nó không khí nó vào nó sẽ rất là dễ nhé. Ngay cái đầu bịt uống nước này nó cũng là cao su để chống tràn nhé. Đây là đấy là cao su nhé mọi người. Đấy. Cao su chống tràn cho mọi người nhé. Đấy, cho nên là mọi người dùng cái này rất là thích luôn. Em chưa bán cái nào mà nó thích như cái này luôn đấy. Đấy, có hai mình giữ kể cả các bác mà dùng để đạp xe đạp ấy, các bác mở lắp rồi
hoặc đi xe máy cũng được, dùng một tay. Ví dụ đây, dùng một tay mở ra bấm phát này này, nó có uống nước không, uống xong nó gập vào. Đó. Rất là tiện luôn, kể cả đầu này thì nó càng đơn giản hơn rồi. Đó. Một người bật ra thế là một người uống thôi, nhưng mà nếu mà dùng một tay thì mọi người dùng bên này nó sẽ tiện hơn này. Đó. Bên này nó sẽ nhẹ nhàng, bên này là mọi người phải hơi dùng sức một tí. Hơi dùng sức một tí thì mới ra được. Đấy, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đồ hoàn thiện rất là cao. Chất sơn, chất nhựa. Đây này, nhựa này là BPA này. Nhựa này rất an toàn cho sức khỏe nhé. Đây là thông tin sản phẩm, đây là địa chỉ của công ty này, đây là trang web này, đây là tên công ty này, địa chỉ là ở Hàn Quốc luôn đấy mọi người. Đầy đủ thông tin cho mọi người nhé. Chưa bán một cái bình nào mà nó ưng như cái bình này luôn đấy mọi người. Làm rất là tinh tế này. Mỗi đầu uống đều có lỗ thông hơi để khi các bạn uống nó không bị nước, không bị bong bóng. Đấy, đều có lỗ thông hơi hết nha mọi người. Cái này thì nhựa dẻo, kể cả cho các bé không răng uống, các bé vẫn uống được. Đây nó còn làm thêm một cái gờ nhé. Một cái gờ khi mọi người đây, đây một cái gờ nữa này. Khi đóng vào một cái này là nó bịt cái ống này luôn. Đó, không cho nước thoát ra. Thiết kế rất là thông minh nha mọi người. Đó. Khi mọi người khóa vào này, rất là an toàn. Không, chẳng may chạm vào khóa cũng không sợ bật ra luôn. Đấy. Khi mọi người vệ sinh ấy, thì rất là đơn giản rồi. Vì miệng nó rộng mà. Mọi người có thể thò đồ ra, mọi người vệ sinh rất là tiện luôn. Có cái nắp này thế mọi người, vệ sinh rất là tiện luôn nhé. Đấy, mọi người có thể tháo rời ra được. Đấy, mọi người có thể mở hết ra là mọi người vệ sinh. Đó. Xem cái ống mút này có rút ra được không nhé. Sẽ hơi khó đấy khi mọi người tháo ra. Đấy, người tháo ra đây. Khi một người nắp vào thì một người gập cái này vào. Gập cái này vào, một người nhét vào đây. Đấy. Gập vào, một người nhét vào đây. Đấy. Người đẩy thật mạnh là nó sẽ lên nhé. Đó. Cho nên là mọi người hầu như là vệ sinh được hết tất cả các linh kiện của nó. Kể cả ngay cả cái rong này nhé, mọi người dùng một cái tăm. Mọi người dùng một cái tăm hay một cái vật gì đấy, mọi người cậy nó lên nhé. Rất là dễ dàng luôn. Người cậy ra là nó sẽ ra được nhé. Đấy, mọi người vỗ vỗ nhỉ. Mọi người lấy được cái dòng ra này. Đấy, mọi người có thể vệ sinh thoải mái luôn. Đấy. Rồi sau đó mọi người nắp vào. Mùa hè này mọi người mang cho các con đi học thì quá là tiện rồi. Chỗ nào mọi người đút vào mà nó không
chưa chuẩn thì mọi người nhớ cậy lên nhé, cho mọi người đút lại. Đó, rất là tiện luôn nhé mọi người. Tất cả bộ phận hầu như là mình vệ sinh được hết. Đó. Chào mọi người nhé.